Rồi ông kia xin chào anh em, thì trên màn hình của anh em là một thanh niên mặc đồ trắng, đầu đội một vật thể lạ hình như là nồi cơm điện thì phải. Không hiểu thanh niên này tại sao lại rơi tự do từ trên trời xuống anh em mà, đặc biệt là cha nội này còn cưỡi một con vịt nữa nhìn ngáo đéo thể tả được luôn anh em. Tôi đợi nó rớt xuống đất cái trạch rồi kết thúc clip luôn, ai ngờ nó có dù anh em mà vãi cả trường. Thanh niên này vừa đáp dù mà hai tay hai súng tôi nhìn cũng chảy nước miếng anh em mà, đúng số hưởng. Thôi dẹp mẹ đi anh em mà bình luận kiểu này mệt vãi cả trường. Rồi ông kê hello xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại, thì tôi là Lý Bí U mở bế vừa đẹp trai vừa bắn hay đây anh em mà. Nó nằm thù lù trước mặt mà không biết làm việc nữa thì thôi cũng chịu đấy. Thôi tắt con mẹ nó nhạc đi cho rồi chứ nó chạy mẹ rồi để nhạc làm cái méo gì nữa. Tôi phải mai phục ở đây đợi cái thằng da đen có cái đầu tóc khoai lang vì tôi nghi nó là phản diện anh em mà á đù mày đấy rồi chạy đâu cho thoát thằng nhóc. Tôi nghe tiếng chân loạn xa quân mà hổng thấy nó đâu anh em à. Biết là trình tôi cao nên thay vì tôi tìm thằng đó thì tôi sẽ lựa chọn phương án là tôi sẽ ngồi sau cái xe này và núp cho tới khi bắn lén được nó nha anh em. Bắt quân kiểm soát, bắt quân kiểm soát. Bộ đội nó làm tôi giật mình anh em à. Hóa đang cầm cây gờ rô ra tự nhiên nó bắn tôi cái tôi bắn đại luôn anh em mà, nói chung cũng hên. Chứ pha đó tôi mà cầm gậy bóng chày thì có khi tôi cũng kéo con mẹ nó tâm lên vì mất quyền kiểm soát. Trận này tôi thấy không ổn anh em à, tìm địch từ cổng trời xuống tới dưới này mà không gặp địch anh em à. Mà trên bản đồ hiện tại cũng còn có hơn 20 mạng nữa thôi, trong khi tôi chỉ mới có 6 kill. Thật là vãi trưởng, đã đi núp tới dưới này còn gặp địch cha nội. Chiến thuật dương đông kích tây nè anh em à, chạy xuống dưới này nó mất tầm nhìn tôi sẽ lần ra sau lưng nó rồi móc cây hàng ra mà bắn tùm lum thôi, quá là đơn giản đó mà. Mà thôi dẹp mẹ đi, nó thấy rồi thôi coi như tôi chưa có nói cái củ bôn gì hết đó nha anh em. Mà khứa này lạng lách ghê vãi cả trường, hình như là boy phố anh em à. Tôi bắn bên này nó nhảy bên kia, tôi bắn bên kia thì nó thôi dẹp mẹ đi, nói chung là tôi bắn tùm lum vậy đó. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy, đi đúng hướng rồi đấy. Nhảy xuống đây một cái là có quà tặng cuộc sống cho mấy cha nội này liền luôn nha anh em. Á đù hài vãi cả trường vậy ông nội, thanh niên này lỡ trượt chân xuống dưới này chưa kịp chống tay đứng dậy thì tôi cho hóa kiếp luôn rồi anh em mà, thật là vãi cả trường, quá đen cho thanh niên. Á đù thằng nào dám bắn thần đồng vậy, á đù nếu tôi đoán không lầm thì hình như cha nội này qua trả thù cho khứa trượt chân lúc này anh em mà. Nhưng mà đồ tôi nghèo vãi đạn để tôi qua làm việc với thi thể thằng này, chắc cũng còn ấm anh em mà. Má thằng khứa nào mua huy hiệu thợ săn đấy, á đủ hay là nó thấy mình nãy giờ gáy to quá nên nó quyết định chơi tới bến với mình vậy anh em. Nếu team bạn đã có lòng như vậy thì xin lỗi, mình sẽ không thả nữa nha anh em, tới lúc nghiêm túc rồi đó. Ôi, ghê chưa? Úi sơi ơi, tưởng thế nào, với kỹ năng như thế này mà đòi săn ai hả mấy thằng nhóc. Thôi chắc người ta bấm nhầm thôi anh em à. Hey hey hey, đù má tưởng đâu đi bán muối rồi chứ cũng hên ăn rùa được mới, còn clip đù má hên vãi cả trường.
Cái đậu phộng có tiếng trần anh em à, ổn lúc này đã quét sạch rồi mà. Hay là nó hiện hồn về báo thù tôi vậy anh em, hu 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 đủ má pha này, chắc ông bà không còn gánh được nữa rồi. À mà thôi để tôi nói cho nghe, trình độ như thế thì 10 thằng tôi còn chưa sợ chứ đừng nói. Có hiện về báo thù thì cũng chỉ để bút kiều thôi, nói thế cho nó nhanh nhạ hè hè hè. Lâu lâu ngáp được vài pha thì cứ gãy thiệt to cho tôi nhà anh em, bởi vì nó miễn phí. Bắn nhau mới có tí mà nhìn cái bo hết muốn chạy anh em à. Bo này mà tụi nó không cam bo tôi thì mới là lạ luôn. Thôi xong trận này coi bộ lành ít dữ nhiều rồi anh em à. Ôi rồi ôi, tự nhiên thấy game cũng dễ anh em mà thôi chấp luôn ha. Ước gì có người cam bo luôn bắn cho nó hấp dẫn luôn, nói thế cho nó nhanh. Có cái củ môn gì mà phải rén đúng không anh em? Người ta chặn tôi thì tôi đón thôi, nói thế cho nó nhanh. Phía bên hòm có địch kìa anh em thấy không? À mà thôi, chỉ người có đôi mắt nhìn xa trông rộng như tôi mới thấy được thôi chứ làm sao anh em thấy được. Hình như lúc nãy tôi đoán đúng rồi đố anh em à. Tôi đã bị cam bo rồi dè dè. Cả đều nằm trong cổ đầu đầy sạn của tôi rồi anh em à. Bây giờ thì tôi là người cam bo tụi nó rồi. Anh em lấy chai dầu ăn ra, lấy khăn giấy ra đóng cửa lại, đeo tai nghe vào rồi thưởng thức highlight đi nha. Team này bắn cũng ghê đó anh em à, có một khứa đứa kia mà cũng làm tôi nao nụng giói anh em à, nhưng mà anh em yên tâm tôi chơi được. Cũng hơi xui anh em à, mà thôi game như đặc cầu.